Buổi hòa nhạc của Nhạc Hoa đã tới rất gần. Sân khấu hoành tráng đang được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Chỉ còn vài ngày nữa, người hâm mộ có thể thưởng thức màn trình diễn của các nghệ sĩ, trong đó có Vương Nhất Bác. Đối với sự kiện này, các thương hiệu hợp tác với Vương Nhất Bác vô cùng hào hứng. Anta tung ra dòng sản phẩm áo thun với các họa tiết cực cháy in trên áo, dành cho các mèo đi quẩy trong concert. Trong buổi hòa nhạc, chỉ cần nhìn áo là nhận ra đồng đội ngay. Bên cạnh đó, thương hiệu JA cũng rất cuồng nhiệt đối với buổi biểu diễn sắp tới của người phát ngôn Vương Nhất Bác. Tại buổi hòa nhạc kỷ niệm 15 năm Nhạc Hoa, JA sẽ giúp người hâm mộ Vương Nhất Bác trao tặng đại dương xanh cho anh ấy. Nhãn hàng JA sẽ cung cấp biểu ngữ cầm tay, cuồng vé kỷ niệm, dây buộc tóc xanh, thẻ xanh, quạt, vòng tay chống mũi, dầu thuốc Feng Jiujing, nước Huo Xiang Zenki chống say nắng. Ngoài ra, thương hiệu đã chuẩn bị một biểu ngữ chữ ký cho mọi người. Nhãn hàng này thực sự rất chu đáo cho concert của người hâm mộ Vương Nhất Bác. Nhạc Hoa đối với concert lần này chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Không chỉ là buổi hòa nhạc thường niên, mà nó còn là buổi hòa nhạc kỷ niệm 15 năm thành lập của công ty. Vương Nhất Bác được coi là tâm điểm của buổi hòa nhạc lần này. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh ấy vẫn rất bí mật. Không biết lần này anh chàng sẽ mang đến bất ngờ nào cho khán giả. Chúng ta hãy cùng chờ sự xuất hiện của anh ấy vào ngày 24 tháng 8 này nhé!